Ôi, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì buổi chiều hôm nay bên em lại về mẫu xe đó là Ford Transit 2011. Vâng, chiếc này 2011. Và chiếc xe này phải nói là rất là đẹp luôn, máy vẫn zin anh chị nhé. Và rất nên rất là nhiều đồ chơi. Thứ nhất là na răng đúc, thứ hai nữa là kính điền. Và bộ na răng sắt bên trong xe thì vẫn còn nguyên. Nên là các bác mà có nhu cầu sử dụng với mẫu xe này thì bên em vẫn bán tặng kèm na răng sắt luôn. Đấy, anh chị mà có nhu cầu sử dụng vé rằng xong xe này thì cứ liên hệ cho bên em. Và cam kết luôn là xe không có đâm đụng, không có ngập nước. Máy số là phải nói là rất là chất luôn. Xe đi khẳng định luôn là rất là chất. Điều hòa rất là mát luôn nhá. Điều hòa đã hạ nóc rồi nên là rất là mát luôn. Anh chị mà chạy chiếc xe này thì phải nói là rất là ok luôn. Từ 2011. Còn giá thì cũng rất là hợp lý cho anh chị mua về sử dụng khởi nghiệp nhé. Đẹp này. Chị nhìn kìa, xe rất là lát, rất là căng luôn. Đấy, bác chủ xe rất là chịu chơi, đã độ lên na răng đúc kính liền, nhìn rất là sang xe và rất là ok. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là ok, rất là đẹp luôn và không có hề có tí mục mọt nào cả. Đấy, lốp nắp còn khá là đẹp. Nhìn kìa, rất là chất xe, quay như này là anh chị biết ngay là xe chất, xe đẹp rồi ạ. Vâng. Một vòng xung quanh xe thì em quay cho anh chị về mẫu xe là nó không có mục ngoặt rồi. Bây giờ em quay vào bốn con lốp cho anh chị nhá. Đây ạ. Xe cũng khá là đẹp, chuẩn chỉ. Đây ạ. Đấy, rất là đẹp. Không có hề mục ngoặt gì cả. Đây ạ. Vâng, xe rất là đẹp anh chị thấy chưa? Đã lên cửa điện rồi. Và dán mạ ốp chrome đầy đủ, khiển cửa có đầy đủ hết. Và cửa điện đây mà có cả nốt sàn này, nốt sàn đầy đủ hết này, nhìn chưa? Đấy, nốt sàn đầy đủ. Và cái na răng sắt anh thay ra anh vẫn để đây, cái hồi vẫn để đây. Trần 5D hết rồi. Đèn cả thứ, ghế rất là đẹp luôn anh chị, thấy chưa? Ghế rất là đẹp, khởi định luôn. Anh chị mua chiếc xe này về thì khá là ok luôn. Và đã có cam nghị định đầy đủ này, cam lùi trên gương có luôn này. Đấy, anh chị mua chiếc xe này thì quá là phù hợp rồi. Nếu mà các bác mua nhanh tay alo em thì là sẽ có chiếc xe chạy 30 tháng 4 một năm luôn, ngày lễ nhá. Đấy, tiền ít mà rất là ok luôn. Và đây sau đây em sẽ để nổ máy cho anh chị xem nhé. Máy đang nổ ạ. Máy đang nổ vô năng này. Rất là êm, rất là ok luôn. Đấy, em lên nổ máy và em sẽ bật cabo. Máy thì rất là ok luôn, còn zin luôn anh chị nhé, còn zin luôn này. Đấy, ốc cabo này vẫn nguyên hết này. Đấy, mỗi xe phải nói là rất đẹp, rất tuyệt vời. Đấy, đây em sẽ nổ máy cho anh chị xem và chất máy nó như nào anh chị nhé. Vâng, đây ạ. Máy nổ rất là chất luôn, chị chưa? Máy rất là chất luôn, ok luôn này. Đấy, máy nổ êm như này, nhiều lúc là vẫn trêu anh em là máy nổ êm như gió thở. Và đây ạ, mở lắp này. Đấy, không hề có tí hơi thừa nào nhé. Đấy, không có hơi thừa luôn, chị thấy chưa? Rất là chất xe. Và máy vẫn còn zin. Đây ạ, máy vẫn zin nhá, khẳng định luôn. Và em vừa giới thiệu cho anh chị về cái mẫu xe Ford Transit 2011, máy zin, thân vỏ không có mục mọt, zin 100%, không có tai nạn, không có đâm đụng gì cả. Mua xong tặng 4 quả na răng sắt luôn các bác nhá. Anh chị có nhu cầu sử dụng về dòng xe, và những dòng xe của bên em hiện tại còn rất là nhiều. Em đang về thêm hơn chục chiếc 2016 nhá. Vâng, em
gần như ở đây em lấy toàn lấy theo số lượng rất là nhiều, nên là anh chị đến nhà em mua xe có thể là có sự lựa chọn cũng như là được thử nghiệm các dòng xe luôn các bác nhá, các dòng xe về xe khách, xe Ford thôi ạ, chứ còn về xe khác thì em không có, em chỉ chuyên Ford là nhiều. Vâng, em tạm ngừng clip tại đây. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621 của em Khanh đây ạ. Vâng, em Tuyên Khanh xin chào tất cả quý vị anh chị nhé.